Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt tuyên dương doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ thông báo về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những định hướng phát triển của tỉnh trong năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, năm 2019 đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế, đó là cùng với sự hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội đối với các chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh nhà đã đạt được kết quả bước đầu về xây dựng chính quyền điện tử và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, phong trào chủ nhật xanh, nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần đã thực sự lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân toàn tỉnh trong bảo vệ môi trường và xây dựng Thừa Thiên Huế xanh sạch đẹp. Cuộc di dân lịch sử kinh thành Huế đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ không chỉ của người dân sinh sống trong kinh thành Huế mà còn của nhân dân toàn tỉnh cho công cuộc bảo tồn phát huy giá trị di sản Huế. Đặc biệt, nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2025 mở ra cơ hội lớn cho tỉnh trong phát triển và tạo diện mạo mới của một đô thị văn hóa di sản trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, từ những thành quả ấy, trong năm 2020 và những năm tới, đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn những định hướng và mục tiêu đề ra, trong đó có sự phát triển và đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trước thêm năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và biểu dương những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với những thành tựu đạt được trong năm 2019 cũng như nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh có những định hướng phát triển tốt hơn và tạo ra sinh khí mới trong thu hút đầu tư doanh nghiệp. Bí thư đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tăng cường liên kết hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy tính năng động sáng tạo, giảm nghỉ giảm làm, đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành pháp luật trong kinh doanh, chuẩn bị tốt để hội nhập quốc tế. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành địa phương DDCI năm 2019. Đối với các đơn vị khối sở ngành, top 3 dẫn đầu DDCI lần lượt là các sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Khoa học và Công nghệ, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Top 3 đơn vị địa phương dẫn đầu lần lượt là huyện Phong Điền, Phú Lộc và Quảng Điền. Kết quả của bộ chỉ số DDCI này sẽ được dùng làm thước đo để Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng cờ thi đua cho 21 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp, khen thưởng 3 doanh nghiệp xuất sắc toàn diện, 22 doanh nghiệp xuất sắc trên các lĩnh vực.